chất lượng nước của nó hiện tại mình không ổn lắm. Mình dùng Aerosmith rất là tình cờ thôi, thì qua một người bạn mình giới thiệu ấy, sau đó thì mình có tìm hiểu thêm ở trên mạng, mình có thấy là có sản phẩm này thuộc thương hiệu của Mỹ khá là nổi tiếng. Bên cạnh đó thì mình có xem được kiểu dáng ấy, khá phù hợp với gia đình mình kiểu mọi, và mình rất thích cái kiểu dáng của máy lọc nước Aerosmith. Đặc điểm mà mình có hay mặc lắm nhất là về chất lượng nguồn nước. Mình có thấy là trước đó thì nước của nhà mình ấy thì có khá nhiều canxi, khi mà mình đun nước thì có thấy cái mảng bám canxi ở trên thiết bị đun ấy, nhưng mà sau khi sử dụng máy lọc nước thì mình thấy nó không còn nữa, là mình thấy rất hài lòng. Mình đến Vinpro, chúng ta là mình cũng rất hay nhiều các sản phẩm điện tử của nhà mình ấy, mình đều mua Vinpro và mình cảm thấy là rất yên tâm. Mình thấy rất là bất ngờ, bởi vì là mình không nghĩ là mình sẽ trúng cái giải như thế. Thật rất là vui, bởi vì mình mua sản phẩm này cũng đúng ngày Black Friday ấy, rồi lại trúng lại thưởng những ngày nữa, mình rất là vui. Cảm ơn Aerosmith rất nhiều ạ. Thực ra là ngoài cái cảm xúc mà bất ngờ ấy, chỉ còn rất là vui vì là mình đã mang không những là cung cấp cái dịch vụ được cho khách hàng cách là thuận lợi, mà mình còn chúc vui khách hàng cái niềm vui là khách hàng được trúng thưởng nữa. Mà phản hồi của khách hàng từ khi mà chị làm máy đến giờ thì phản hồi của khách hàng về Aerosmith rất là tốt, và những cái phản hồi đấy nó không chỉ là trực tiếp mà còn gián tiếp qua các kênh truyền thông nữa. Nên là qua những cái đó thì chị thấy là Aerosmith là một thương hiệu rất là tốt trên thị trường. Thực sự là đúng là phải cảm ơn khách hàng một cách rất là sâu sắc, vì ngoài cái việc mà khách hàng sử dụng sản phẩm ở đây, khách hàng còn sử dụng cả dịch vụ nữa, đó là bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Thì chính là khách hàng cảm thấy rất là hài lòng, đó là niềm vui lớn nhất của chị, và rất là hy vọng được tiếp tục là phục vụ khách hàng trong thời gian tới.